Chào mừng các em đã quay trở lại với channel YouTube của Hà Nội Computer. Mình là Vinh Tokuda, phóng viên sàn sản tại Hà Nội Computer. Trên tay mình thì là Ryzen 3 3200G và mức giá của nó là 2,5 triệu. Thì với việc bỏ ra 2,5 triệu đối với mình nó là một sự lãng phí khi sở hữu một con chip chỉ có 4x4 luồng với kết nối với hỗ trợ băng thông PCI Express chỉ có X8, và hơn nữa nó là có một cái sự vô cùng thừa thãi, đó là một cái card đồ họa tích hợp Radeon Vega Graphics. Và phần lớn với anh em chơi game thì chúng ta sẽ không sử dụng đến con card đồ họa này, và chúng ta sẽ có một con card đồ họa rời để chiến game cũng như làm các công việc khác liên quan đến card đồ họa. Và xét trên mọi phương diện như vậy thì 3200G đều thua đứt đuôi một đối thủ đến từ Intel, đó là 9100F với mức giá đâu đó vào khoảng 2 triệu đồng, tức là rẻ hơn. Ngoài ra thì cũng sở hữu 4x4 luồng nhưng hỗ trợ kết nối PCI lên tới 16X. Điều đó có nghĩa là 9100 tối ưu hóa được VGA hơn. Và có lẽ AMD cũng đã nhận ra cái sai lầm của mình khi mà cho ra mắt sản phẩm Ryzen 3 3200 một khoảng thời gian, và đã có động thái sửa sai cái sai lầm đấy bằng cách cho ra bộ đôi mới là 3100 và 3300X, thuần gaming hơn cũng như là có mức giá hợp lý hơn, và đương nhiên hiệu năng cũng tốt hơn. Và ở video này thì mình sẽ đưa đến cho các bạn đánh giá chi tiết cũng như là cái test cụ thể nhất về bộ đôi mới của AMD này. Bộ đôi này thì đều nằm trong phân khúc tầm trung với giá bán lẻ đề xuất của AMD đâu đó vào khoảng 2.490.000 cho 3100 và 3.190.000 cho 3300X. Và về cơ bản thì những cái điểm yếu cố hữu cũng như là các cái hạn chế của 3200G đã được loại bỏ cũng như được cải tiến ở bộ đôi này. Đầu tiên là về số nhân và số luồng thì cả 3100 và 3300X đều sở hữu 4x8 luồng, tức là giữ nguyên số nhân và tăng gấp đôi số luồng lên để xử lý tốt hơn những cái công việc đa tác vụ. Và với những cái game hiện tại thì nó đều ăn CPU rất là nhiều, và có lẽ đây là một trong những cái cải tiến đáng giá đầu tiên của AMD trong bộ đôi này. Và tiếp theo đó là việc loại bỏ đi các đồ họa tích hợp thừa thãi ở trên con chip. Thì điều này thực ra đã có ở trên Ryzen 5 và Ryzen 7, thậm chí có cả trên ở Ryzen 3 thời gian trước. Nhưng không hiểu sao sau một thời gian thì Ryzen 3, cụ thể là 3200G, lại được thêm các đồ họa tích hợp vào. Điều này thì nó làm tăng giá thành lên không cần thiết, cũng như là hiệu năng không thực sự tốt như ngày xưa nữa. Và trở lại với cặp đôi 3100 và 3300X thì dường như AMD đã đi trở lại đúng hướng của mình khi mà bỏ đi các đồ họa tích hợp thừa thãi trên sản phẩm. Và thì đương nhiên rồi, như mình đã nói, với anh em chơi game và những cái sản phẩm thuần gaming thì chúng ta đã sở hữu con VGA rời để chiến game cũng như làm các cái công việc liên quan tới VGA. Và điểm cuối cùng đó, từ giờ Ryzen 3 đã sở hữu băng thông PCI Express 4.0 16X thay vì PCI 3.0 8X như ở phiên bản cũ. Và như vậy thì với bộ đôi này các bạn có thể tối đa được hiệu năng của VGA khi sử dụng. Và đó là những cải tiến vô cùng đáng giá trên bộ đôi 3100 cũng như ở 3300X của Ryzen. Và về thông số chi tiết thì mình sẽ so sánh với 3200 ở bảng sau đây. Các bạn có thể thấy là 3100 và 3300X đều sản xuất trên tiến trình 7nm và có chung 16MP cache L3, sử dụng socket AM4, vẫn tương thích với các bo mạch chủ cũ. Điểm khác biệt duy nhất ở đây đó chính là cái mức xung, khi mà 3100 có xung mặc định là 3.6GHz, turbo tối đa là 3.9. Còn 3300X có xung mặc định đã là 3.8 và turbo tối đa là 4.3. Điều này cũng lý giải được cái sự chênh lệch về giá, các bạn bỏ ra thêm 700.000 để có thêm 10% xung nhịp. Mặc dù thì ban đầu mình đã định thử OC chiếc 3100 lên 4.3GHz để xem nó có giống như chiếc 3300X hay không. Tuy nhiên thì không hiểu vì lý do gì mà cái dàn của mình liên tục bị sập khi mà dừng ở cái mức 4.3. Và ở các trang nước ngoài thì họ đã OC lên được tận 4.35 cơ. Một trong các lý do đó là ở các trang review nước ngoài, họ dùng các bo mạch chủ X570 rất cao cấp để ép xung cho biết chiếc 3100 này. Nhưng thực ra mà nói thì các bạn có bao giờ bỏ ra hơn 6 triệu đồng để mua main cho một con CPU dưới 3 triệu hay không? Chắc chắn là không rồi, nếu các bạn là một người bình thường. Mình thì test với một chiếc main bình dân hơn, đó là Acer TUF B450M Plus, một chiếc bo mạch chủ B450 có giá thành đâu đó vào khoảng 2,2 triệu. Tuy có mức giá không hề cao, tuy nhiên thì Asus vẫn cho chúng ta đủ 4 khe RAM, 1 khe NVMe và 6 cổng USB, mặt sau có một cổng Type-C, và như vậy là quá đủ. Ngoài ra thì về RAM thì khi mua chip của AMD, các bạn hãy chọn tối thiểu RAM có boost là 3000 để đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất. Và kit RAM của mình chọn ở đây là Adata XPG8V, và nếu các bạn dư giả hơn thì các bạn có thể lên hẳn 16GB để có thể chạy kênh đôi tốt hơn. Do thời gian khá là ngắn cho nên là mình chỉ có thể làm được một vài test nho nhỏ trên con chip i7-7700 của Intel mà thôi so với bộ đôi này. Nhưng mà điểm của i7-7700 thì mình lại lấy trên một bài benchmark khác, thế cho nên là nó sẽ không thể đúng đến từng mm. Tuy nhiên thì nó có thể giúp các bạn mường tượng tốt hơn là AMD đã thực sự cố gắng và thực sự làm tốt như thế nào ở bộ đôi này của họ. Đầu tiên là ở Cinebench R15 và R20, điểm số đơn nhân của 3100 và 3300X khá tương đồng ở cả hai bài test. Còn điểm đa nhân đo mức xung khá cao, cho nên là 3300X đã bỏ lại 3100 một khoảng cách từ khoảng 15 cho đến 16% hiệu năng. Tiếp đến là CPU Z Benchmark,
thì khoảng chênh lệch lại rút ngắn chỉ còn 5% ở cả hai hạng mục đơn nhân và đa nhân. Nhưng nhìn chung thì 3300X vẫn khỏe hơn 3100 và không có gì thay đổi cả. Và bài thử nghiệm cuối cùng về benchmark của mình đó là 3DMark 5Stride Ultra. Và với bài test này thì nó gần như mô tả giống với môi trường chơi game của bạn. Và hiệu năng chênh lệch ở phần CPU sẽ vào khoảng 13%. Một con số thì theo mình đó là chấp nhận được với mức giá chênh lệch của cả hai mẫu CPU này. Về game thì mình sẽ test trên con game hot nhất ở thời điểm hiện tại, đó là Call of Duty Warzone. Và ở mức thiết lập cao nhất thì cái chênh lệch về hiệu năng của cả hai mẫu là vào khoảng 12%. Và hiện tượng nghẽn cổ chai trên CPU theo mình thấy thì nó hoàn toàn không xảy ra, khi mà CPU và GPU đều hoạt động khá là đồng đều với nhau. Mình thì thực sự rất là ấn tượng với sức mạnh của bộ đôi 3100 và 3300X của AMD lần này, khi mà 3300X so về sức mạnh có sự gần như là tương đồng so với i7-7700 của Intel, còn 3100 thì sẽ có sự chênh lệch thấp hơn đâu đó vào khoảng 15% so với i7-7700. Tuy nhiên thì với cái mức giá vô cùng hạt rẻ này thì đây là một điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và AMD đã công bố cái mức bán lẻ đề xuất cho 3100 đâu đó vào khoảng 2.490.000 và 3.190.000 cho 3300X như mình đã nói bên trên. Nhưng xét ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ đối thủ thực sự của cặp đôi Ryzen này sẽ là dòng Core thế hệ thứ 10 của Intel, và sắp tới đây sẽ là 10.100, có giá bán lẻ chênh lệch đâu đó vào khoảng 5 đô ở thị trường Mỹ, cùng sở hữu 4x8 luồng, và mình sẽ làm một video cụ thể hơn về chủ đề này. Và bên trên thì là toàn bộ đánh giá của mình về cặp đôi Ryzen 3 3100 và 3300X mới của AMD. Và nếu các bạn có ý kiến gì, đừng ngần ngại mà để lại bình luận ở phía dưới, cũng như đừng quên để lại một like để ủng hộ cho video của chúng mình. Cũng như đừng quên bấm subscribe bên cái chuông phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Mình là Vinh Tokuda, phóng viên sản phẩm tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo.